Đến hết tháng 5 năm 2021, tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh gần 4.920 tỷ đồng, với trên 127.200 hộ còn dư nợ. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 31,9% đầu năm 2016 xuống còn 18,3% năm 2020. Cho vay đối với các nội dung hỗ trợ của các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn, đảm bảo kịp thời và phù hợp với quy mô nguồn vốn được giao do đó nguồn vốn tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội